Câu số 3 là ở dưới cũng là tuyệt đối nha, tại vì cô đánh thiếu một dấu gà. Nhưng mà em nhìn nó 61 bởi vì nó sao kỳ kỳ. Không phải đâu. Cái nếu mà số 1 thì nó đã khác rồi, nó là tuyệt đối luôn. Bên đây là tìm dấu gạch chưa? Dưới này chính là trị tuyệt đối của x bình trừ 5x cộng 6. Bây giờ mình ký hiệu nó là bất phương trình 3 này. Như vậy thì bây giờ tiếp tục. Cứ hả em thấy mà nhảy vô mà mình thấy nó phải bắt buộc phải đặt điều kiện thì mình cứ đặt điều kiện đi. Mình biết làm hay không biết làm gì nữa thì mình đặt điều kiện thì nhiều khi người ta vẫn cho điểm. Giờ bây giờ nó có cái mẫu, tiếp tục em cứ cho cái mẫu các không. Tức là tuyệt đối mà các không thì có nghĩa là x bình trừ 5x cộng 6 các không đúng không? Rồi sau đó thì mình cứ bấm cái tính chỗ đó là thôi. Nhẩm được thì nhẩm, còn không thì mình cứ bấm máy ra. Nó khác không bấm sao? Em bấm bằng không. Thì bấm bằng không, coi ra nghiệm bằng máy thì mình sẽ cắt hai nghiệm đó đi. X1 bằng 3, X2 bằng 2. 3 với 2 nha. Thì là x các 3. Nhưng mà ở đây phải là x các 2 luôn nha. Tức là nó phải là vả. Thì khi mình điều kiện là mình bắt buộc cái các 2 này. Chứ không phải là hoặc như chừng nào em giải cái phương trình đó thì mình kết luận là hoặc. Còn giờ là mình đặt điều kiện thì nó phải là vả. Ủa Là anh, nó phải là ví dụ như cái công trình này x bình trừ 5x cộng 6 mà em giải nó bằng không thì em sẽ là hoặc vuông. tức là mình nếu Hay mình gì? giải nghiệm á thì nó mới là hoặc vuông, còn bây giờ mình đặt điều kiện mà thì cái nghiệm thì nó là bằng, chỉ cần nó bằng thằng này hoặc là nó bằng hai hoặc là nó bằng ba thì nó đều có À hai thì nó không sẽ bằng hết. không. Nhưng mà bây giờ muốn khác không thì nó phải là khác ba và khác hai thì Khác nó mới khác hai. không được đúng không? Chứ nếu như mà em khác ba thôi thì mà nó không đảm bảo khác hai thì cái thằng khác nó ra bằng hai thì nó vẫn thỏ, nó vẫn làm cho bằng không mà. Đó. Thì cái này là điều kiện nè. Mà nếu mà cái bài dễ thì có thể đặt điều kiện thì chắc cũng không có điểm. Nhưng mà mình cứ đặt điều kiện đi. Thì khi đó bây giờ em thấy nè, ở bên tay, tay bên trái là bên trái của dấu lớn bằng á thì nó là trị tuyệt đối chia cho trị tuyệt đối. Như vậy thì mình gom hai cái trị tuyệt đối này lại thành một trị tuyệt đối thôi. Thầy mong chị đó. Thì nó sẽ là x trừ 2. Rồi ở dưới này chia là x bình trừ 5x cộng 6. Đó, anh chỉ gom vô một cái thôi được không? Lớn hơn bằng 3. Đó. Thì khi mà mình chia tới đây thì có phải nó lại xuất hiện y chang cái bài trên này không? Xuất hiện trường hợp là chỉ đối với lớn bằng A. Đúng rồi, trừ đối x lớn bằng a nè. Vậy là hoặc có là x lớn hơn bằng a hoặc là x bé hơn bằng trừ a X đúng bé không? bằng trừ A. Ừ. Bài này mình áp dụng được rồi, tại vì cái ba này nó đã là lớn hơn không rồi, mình áp dụng thoải mái. Được. Vậy là trường hợp đầu tiên là x trừ 2 chia cho x bình trừ 5x cộng 6 Lớn hơn bằng 3. là lớn hơn hoặc bằng 3. Trường hợp thứ hai là x trừ 2 Bé hơn chia bằng cho trừ x 3. bình trừ 5x cộng 6 bé hơn hoặc bằng trừ 3. Rồi tới đây mình giải này ra thôi. Giải này thì em lại tiếp tục em cứ huy động nữa. Mình chuyển vế qua rồi huy động nha. Là anh sẽ có x trừ 2 nè. Em phải chuyển cái số 3 qua nha. Rồi sau đó em mới huy động. Chứ em không huy động lên lường liền được nha. Ví dụ như bây Cái giờ này hình như là cô cũng có nói, cô nói là phải chỉ qua mới huy động chứ không được huy động trước. đúng rồi, tại vì sao? Tại vì bây giờ khi mà nhiều bạn tới đây nè, tại vì khi mà mình giải cái là cái này mình giải cái dấu bằng mình quen rồi, cứ hai này chia này mà bằng đây thì mình cứ lấy mẫu thì mình nhân lên đây đúng không? Nhưng mà nó chỉ đúng trong trường hợp nó là dấu bằng thôi. Dấu bằng này đúng Dấu bằng thì mình nhân thoải mái, nhưng mà bây giờ không? nó là cái bất đẳng sức lớn hơn hoặc bằng bằng à, lớn hơn hoặc bằng
Như vậy thì em muốn nhân lên á, mà muốn nó giữ nguyên chiều chỉ trong trường hợp là cái âm này nó phải dương thì mình mới làm được. Còn bây giờ cái ít bình trừ đang biết cộng 6 em đâu biết nó âm dương đúng không? Cho nên mình nhân là nó sẽ sai liền. Bữa Đó, do đó là thầy đầu bữa tiên mình phải cô chịu hỏi mà. Dung cũng nói vậy đó, cô không chịu. Đúng rồi. Thì mình nếu mà mình là chắc ăn á, là nó lớn không rồi thì mình nhân qua thì không ai nói gì. Nhưng mà bây giờ mình đâu có rõ ràng, mình đâu biết là nó lớn không hay nó bé không đâu. Thì nếu mà em nhân lên một cái thì lỡ như trong trường hợp nó lớn không thì nó vẫn đúng. Nhưng mà nó sẽ có trường hợp mà nó bé không, mình nhân như thế là sai rồi. Tại vì khi mà nhân cho một số bé không thì phải đổi chiều bất đẳng thức lại mà. Vậy này là đầu tiên á, mình phải là x bình trừ 5x cộng 6. Bây giờ là ba bên phải mình phải chuyển qua, tức là trừ 3 lớn hơn bằng không. Rồi ở dưới này mình cũng làm như thế, tức là x trừ 2 chia cho x bình trừ 5x cộng 6. Thì trừ 3 chuyển qua là thành cộng 3 bé hơn bằng không. Được chưa? Rồi, rồi bây giờ tới đây nè. Tới đây thì mình quy đồng là đâu có cần thấy là âm âm dương gì đâu đúng không? Đó, giờ quy đồng lên qua đây. Thì ở trên nó là x trừ 2 rồi trừ cho 3 nhân cho x bình trừ 5x cộng 6. Rồi tất cả em chia lại cho x bình trừ 5x cộng 6 đúng không? Là sao lớn hơn bằng không đúng chưa? Đúng không? Đó, rồi ở dưới nè, x trừ 2 quy đồng lên là cộng cho 3 nhân cho x bình trừ 5x cộng 6. Rồi, nhưng mà tất cả phải chia lại cho cái mẫu nha. Chia lại cho x bình trừ 5x cộng 6. Ở dưới này là Bé bé bằng hơn bằng không. không đúng không? Đó. Rồi bây giờ tiếp tục. Mình thu gọn ở trên tử đi. Và x Bây trừ giờ ba mình x viết bình. cái chỗ này thì em tính ra nha. Mình viết cái bậc 2 lên trước, nó là trừ 3 lần x bình. Rồi cộng Cộng 15x, 10, rồi cộng x 15x, phía cộng x trước là nữa là cộng cộng 16. 16x đúng không? Rồi trừ 18, trừ 2 là trừ 20. Phải chưa? Tất cả chia cho x bình trừ 5x cộng 6. Lớn bằng không. Lớn hơn bằng không. Rồi. Rồi bây giờ ở dưới là mấy? 3x bình 3 lần trừ x bình. 14x. Trừ 14x. Trừ 15 cộng 1 là trừ 14. Rồi ok. Cộng 16. Cộng 16. Tất cả chia lại cho x bình. Trừ 5x cộng 6. 5x. Bé bằng không. Bé hơn bằng không. Rồi bây giờ tới đây thì làm sao? Tới đây thì mình cho cái, tại vì nãy mình xét điều kiện là thằng mẫu nó khác không à, cho nên là Cái mình mẫu nó sẽ mới có khác không thôi, chứ cái mẫu nó không phải là âm hay dương gì nha. thôi đúng rồi. Như vậy thì mình làm thì làm sao vậy? Làm lại sẽ giống anh Đúng rồi, mình phải lập cái bảng xét dấu ra. Thì khi mà em lập ra coi như là xong rồi. Mình dựa đó là mình sẽ biết được là cái nghiệm của mình nằm đâu. Rồi, bây giờ anh giả sử đặt cái này là FX đi nha. Bên trái này đặt FX để lát nữa mình cái dấu cho dễ nè, mình ghi cho gọn thôi. Anh dưới này là gx được không? Tức là mình được gx là bé hơn hoặc bằng không, còn ở trên là fx lớn hơn bằng không. Được chưa? Vậy bây giờ là anh sẽ lập cái bảng xét dấu của fx. Rồi. Như vậy anh muốn lập bảng xét dấu của fx thì em cần phải giải được hai cái này. À, đầu tiên em giải cho anh cái tử bằng không là trừ 3 lần x bình phương cộng 16 x trừ 20 bằng không. Rồi em ra được coi nghiệm bằng mấy. Còn cái mẫu thì mình ra được nghiệm bằng 2 bằng 3 hồi nãy rồi đúng không?
Rồi. Rồi giờ em bấm nghiệm cái ở trên coi nó ra cái gì. X1 bằng 10 bằng 3, X2 bằng 2. X bằng 10 phần 3 hoặc là Dạ. x bằng 2 hả? Dạ. Rồi ok. Như vậy giờ, bây giờ mình sẽ lập cái bảng xét dấu nè. Bảng xét dấu thì nó sẽ gồm những cái tray, nhất là cái dòng quyết. Rồi, cái thứ hai là cái dòng của cái tử. Cái tử Dạ. mình là trừ 3 x bình cộng 16 x trừ 20. Được không? Dạ, với cái mẫu đó phải Rồi cái mẫu nữa, x bình trừ 5 x cộng 6. không? Rồi cuối cùng nữa thì nó mới tới được cái của bé, cái f(x). Cái này là f(x) nè, là bằng cái tử chia cái mẫu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình điền vô đây. Giờ ngay này là trừ vô cùng. Em ra được nghiệm là mấy mấy nè, ra được nghiệm 2 đúng không? 2 với 10 phần Dạ, 3. hai 10 một phần phần 3 là ba. 3,3 rồi đúng chưa? Dạ. Rồi số 3 nữa. Để mình cho cái mẫu bằng không thì mình sẽ được cái nghiệm là 2,3. Còn cái anh kia có nghiệm là 2 với 10 phần 3, tức là số 2 nó trùng lại. Vậy tóm lại là anh sẽ có 2, 3, 10 Một phần phần ba. 3 và cộng vô cùng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình xét từng anh thôi. Cái anh tử này anh có nghiệm là 10 phần 3 và 2. Đúng Dạ. chưa? Như vậy Thì thì hai chữ đó bằng 10 phần không. 3 và 2, là tại 2 là nó bằng không nè. Dạ. Tại 10 phần 3 là nó bằng không nè. Còn tại 3 thì mình cứ gạch xuống cái thôi. Dạ. Đó. Thực ra thì gạch cũng được, còn không thì em điền số luôn cũng được, nhưng mà mình không quan trọng cái số, mình chỉ gạch xuống Dạ. cái thôi là được rồi. Vậy bây giờ anh xét nè, xét thì có phải là bậc 2 thì trong trái ngoài cùng không? Dạ. Trong Thì trái trong ngoài trái tức là cùng. trong khoảng là hai nghiệm là từ 2 đến 10 phần 3, thì nó trái nghĩa là nó sẽ mang cái dấu mà trái với số trừ 3 này, cái gì Dạ. là nó dấu cộng đúng không? Chấp không. Thì đây cộng nè, đây cộng, còn ở ngoài Ngoài khoảng là hai nghiệm thì nó sẽ trừ. mang dấu trừ. Dạ. Được chưa? Được không? Thì được. Ủa anh cho em Rồi bây hỏi giờ tiếp tục mình xét cái mẫu, mẫu có nghiệm là 2,3, tức là ngay chỗ 2, ngay chỗ hai 3 bằng không. là nó bằng không. Rồi ok, tiếp tục trong trái ngoài cùng, tức Ủa là khoa, khoa này không. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Không không đúng rồi. Này em ngay lại chỗ 10 phần 3 thì em cứ gạch xuống. dạ. Như vậy bây giờ trong trái là mang dấu trừ đúng chưa? Dạ. Ngoài cùng là mang dấu cộng nè. Vậy được không? Nghe Rồi tiếp tục. Bây giờ cái anh Fx này, anh Fx thì ngay chỗ 2 với 3 là nó có xác định không? F không xác Fx định. là bằng nguyên cái này nè. Nguyên cái này Dạ. chia cho x bình trừ 5x cộng 6. Như vậy thì Dạ. ngay chỗ 2, 3 thì nó là không xác định đúng không? Không xác định, tại vì lúc Thì đó cái không xác mẫu định tức nó là bằng em không. cho nó hai gạch vô. Dạ. Hai gạch nè. Này cũng hai gạch. Được chưa? Chỗ này được không? Nghe Chỗ nào không xác định thì hai gạch thôi rồi. Bây giờ mình chia thôi. Bây giờ từ trừ vô cùng đến 2 thì cái anh tử âm, còn cái anh mẫu dương. Như vậy thì Fx bằng cái tử chia cái mẫu có phải ra âm không? nha. Đó. Từ 2 đến 3 là bằng là dương chia âm thì ra âm nữa đúng không? Rồi từ 3 cho đến 10 phần 3 là cộng chia cộng là ra cộng. Rồi từ 10 phần 3 đến cộng vô cùng thì là trừ chia cộng là ra trừ đúng không? Yeah. Còn ngay chỗ này là à, thiếu ngay chỗ này cái nữa. Ngay này mình tính là em biết ngay này có phải ra bằng không? Đúng rồi. Em biết là ngay chỗ 10 phần 3 này nó sẽ là cái tử là bằng ngay này bằng không nè. Dạ. Chia cho cái này không chia mấy, ngay này là Không số chứ mấy mấy bằng không. thì không chia cho mấy nó cũng bằng không, tức là ngay chỗ này anh sẽ có là nó bằng không, được chưa? Còn bên đây là nó sẽ âm đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ người ta đang kêu mình giải bất quy trình là sao? Lớn hơn hoặc bằng không, như vậy em dòm Dạ. vô đây lớn hơn bằng không khi nào? Lớn hơn bằng không khi Có phải chỉ có ngay chỗ này thôi không? chỉ ngay ở khoảng 3 tới 10 phần 3 này. Đúng rồi, mà khoảng này tức là đi từ 3 cho đến 10 phần 3. Mà do nó lấy bằng không được, tức là 10 phần 3 mình lấy luôn.
Loại số 3 này thì phải lấy lớn hơn 3 chứ không lấy số 3 nha, tại vì ngay 3 là không xác định. Không, không, không xác định. Đó, như vậy là dựa vào bảng biến thiên mình sẽ suy ra là Fx mà muốn lớn hơn mà bằng 0 thì nó sẽ tương đương là x nó phải thuộc vào trong đó. À, cái này mình ghi vậy đi. Nó sẽ là 3 mà bé hơn x, bé hơn mà bằng 10 phần 3 đúng không? Đó, rồi, vậy là xong cái trường hợp thứ nhất. Rồi tương tự cái gx em cũng làm y chang vậy. Tương tự là mình sẽ lập bảng xét dấu của gx. Như vậy thì muốn lập bảng được đó, thì thường cái này có thể người ta không cần ghi vô đâu, chỗ mà anh cho chữ bằng không đó. Chỗ đó mình có thể nháp ngoài cũng được, còn giờ mình cứ làm từ từ ra để lát mình dễ nhìn. Rồi anh sẽ cho cái anh sẽ cho cái này mình ghi là cho nha, cho cái 3x bình trừ 14x cộng 16 bằng 0. Thực ra cái này mình ghi nhận một lát nữa mình ghi nhẹ vô đây để mình dễ nhìn thôi chứ không có gì hết. Cái đó bình thường là em quăng vô bảng xếp dấu xong bấm máy tính ghi nghiệm lên trên cái ít Ừ, khỏi cần phải ghi này, đây em muốn làm xong được như chỗ này thì em bấm ra được mấy người đường nào mình cũng phải bấm đúng không? 8 phần 3 với 2. 8 phần 3 là khoảng 2,6. Rồi y chang như trên kia em tính thử cái ra mày, rồi trừ vô cùng nè, giờ mình ra được nghiệm là 2 8 phần 3 rồi 3 cộng vô cùng đúng chưa, thì cái tử nó có hai nghiệm là 8 phần 3 với 2, đây không đây không nè, cái này gạch xuống rồi trong trái ngoài cùng thôi, trong trái là mang dấu âm. Rồi tương tự anh với mẫu là cái nghiệm là 2 3, vậy đây không đây không, còn đây gạch xuống đúng không, tiếp tục trong trái ngoài cùng thì nó sẽ mang dấu âm nè, ngoài cùng mang dấu cộng nè, được chưa? Rồi bây giờ gx của anh thì lại không xác định tại 2 3, vậy là tại 2 với 3 thì mình cho nó 2 gạch, được chưa? Dạ được. Rồi bây giờ mình xét thôi, vậy là cộng chia cộng là mang dấu cộng đúng không, Dạ đúng rồi. cái này bằng không nè, được chưa? Trừ chia trừ cũng ra cộng luôn. Rồi cộng chia trừ có phải là ra trừ không? Cộng chia cộng là ra cộng. Ra cộng. Rồi vậy mình suy ra. Mình đang giải là bất phương trình gx bé hơn bằng không. Vậy thì cái coi cái chỗ nào gx mang dấu trừ rồi. Vậy là bất phương trình gx Tám thứ ba. nó sẽ là đi từ 8 phần 3 tới 3. 8 phần 3 này là mình sẽ lấy luôn đúng không? Tại vì 8, ngay chỗ 8 phần 3 nó bằng 0 rồi. Vậy mình sẽ lấy luôn là bé hơn bằng x nè. Rồi bé hơn 3 nha, chứ không có được Mang bằng ba. 3. Đó. Rồi. Vậy mình kết luận thôi. Mình sẽ hợp hai trường hợp này lại. Bài tập nghiệm của bất phương trình. Bất phương trình này là bất phương trình ban đầu. Bắt phương trình số 3. Ở trên trường hợp ở trên em ra được là từ 3 tới 10 phần 3. Trường hợp ở dưới là 8 phần 3 cho đến 3 đúng không? Tức là nó sẽ là Phải dễ nha. 8 8 Hợp 8 phần 3 nè. Ba lấy dấu một vuông nè. Rồi tới mấy? Tới 3 đúng không? Ba này thì phải lấy là hoặc tròn. Học tròn Trường kia. hợp từ 3 cho đến là 10 phần 3. Hoặc vuông đúng không? Nhớ, Có. được không? Còn không thì em ghi luôn là từ 8 phần 3 tới 10 phần 3, bỏ số 3 ra.